Nó chỉ là cái vòng ôm thôi. Bằng nhựa. Nó lừa thành. Nó lừa mày rồi. Nó lừa mày rồi. Tưởng bằng kim loại giống như kiểu là cái. Tưởng cho nó hoành tráng vậy vào. Hả? Chắc đấy. Một thế hai để cho nó để nó gối rồi, nó sẽ để ngang ấy. Đỡ đất. Đúng rồi, đỡ vào những cái cò này. Đấy này, khi lúc mình để này nó không bị đè vào cái này này. Ừ. Nó có tác dụng đấy, không phải nó làm để chơi đâu. Ngay. Mày là 550. Được không? Chắc thế. Kẹp đó đâu mà nhìn thấy cái thước kẹp mày nhìn thước kẹp á. Bali 2 550. Nghe tiếng gì vậy? Đúng không? Nghe tiếng gì mà ấy nữa. Đấy, giật lên đi. Đấy, thấy không? Giật lên đi. Thế. Nghe cũng giật lên đi. Giật vùng vùng.
cò này nó bán cũng rất là nhiều này. Cái cò này á? Thế là tốt đấy. Mình sửa chữa thay thế nó dễ hả? Không biết nó có giống với cái khoan kia không? Đấy. Có lắp vừa không? Đấy, nhưng vấn đề cò đấy. Này rất nhiều. Sửa chữa nó dễ. Xem nhông. Chốt à, chốt chốt à, hãm cái bọn bên trong à. Mỡ mỡ đâu? Nó có mấy tầng thôi lại. Cái hộp đấy. Đấy chứ mà. Hai tầng mình đang. Nhanh như vậy mà nó giảm xuống chậm thế mà mình biết rằng đúng ấy chưa, tưởng nó dài phết nhỉ. Để lắm cái thể loại ngẩn ngơ thế. Mấy trăm một kí loại hết nhỉ, không có như vậy. Ừ. Đó. Ừ. Hàng đời mới bây giờ thì đa số là... Cái loại này nó còn nhiều nhiều mỡ nhỉ. Ừ, nhiều mỡ được. Cái qua chẳng có tí nào nhỉ. Ngay trong vợ thằng kia bảo cái của ông á bắn làm nhiều cụt hết mình răng, không biết sao. Nó đã dùng nhiều cụt. Không biết được, à, thế, bây giờ. Anh em bao giờ cho. Ở đây có mấy ông bảo thế. Hàng toàn hàng mới ra, hàng mới ra làm gì đã có ai dùng nhiều. Nhiều thôi mua được cái dùng bánh bảo với cái dùng xe nếu bắn nhiều cụt hết ra. Bắn khoảng nửa cân mỡ vào đây. Cho mình bơi trong mỡ rồi. Nhưng mà cái bọn kia mỡ xanh xanh kiểu chắc là mỡ xịn đấy. Đúng rồi.
quét tí, đéo dính vào bánh răng, quét ra bên ngoài. Những cái dòng đời cũ cũ là hai bánh răng nhựa, bây giờ nó ra những cái hàng rẻ tiền nhưng mà nó cũng vẫn còn sắt. Loại bánh răng cỡ này nhìn rất là nhiều, rất là thông dụng. Vỡ với nhau không, cho không phải khó. Cái nhỏ vẫn cỡ kiểu nhìn nó như nhau hết. Chốt khóa ấy nhỉ, giữ nó. Bơi chứ mà. Cái đúng của khoan lắm nhỉ, Trung Quốc hay làm kiểu ấy mà. Nó hình như là nó có mấy loại là nó cứ giống nhau, nó dùng cho nhau được hết. Để tiết kiệm cái khuôn mẫu nào mới, thay đổi mẫu mã thôi. Bơi cho mỡ. Bơi cho mỡ. Tụt motor. Ấn motor vào tụt. Nói thật đấy, đồ rẻ thì rẻ thật đấy, nhưng mà tôi nói thật với ông, nếu mà làm ở góc độ công việc bình thường nha, con chảy nhỉ. Hỏng đéo được.
hỏng hay sửa. Chờ gì? Chết motor thay motor nào? Phụ tùng, phụ tùng nó cũng rẻ. Cái hàng hãng mẹ phụ tùng một cái bánh răng mua thì mẹ bao mấy chục nghìn. Còn một cái súng bắn ốc ngoại rẻ tiền nữa cơ. Tôi đợt này thằng mua cái tôi bán để mua cái đấy. Thì trên mạng mọi thế rồi, nó chạy bằng động cơ 7-7 năm nha. Mẹ mày hỏng cái gì thay cái đấy tôi lo khói. Súng bắn bút đông to dài, lắp động cơ 7-7 năm to dài à. Đấy thảo nào Lego biết làm đâu đấy, có những cái là nó sẽ trên này nó sẽ là cái nấc lấy keo dân hai dán lại vào chuyển tốc độ nấc nhanh chậm gì, nhưng mà lại là rẻ tiền không có, nhưng mà lại đắt lắm rồi, 200 riêng máy không ra 200 mấy rồi thân máy không ấy. Lắp cái Vivo vào để cho nó có thêm cái chức năng nữa, ai kéo ai dùng đến Vivo. Ai dùng đấy, tưởng cam châm thì còn dùng chứ. Hiểu không? Cục cam châm thì còn dính ốc vào đấy, cái vô để đến cho nó phải có khướn nó cài mà. Công tác chưa vào nó cái kênh Gracias.